Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng năm 2022, chắc chắn giàu lên như vũ bão. Xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc quý vị gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần sẽ giúp cho quý vị biết được những điều tốt xấu có thể xảy đến với mình trong năm nhâm dần. Từ đó sẽ giúp cho quý vị có được những phương án phòng tránh hoặc là hạn chế được những điều không may, giúp cho bạn hạn chế được tối đa những hao tổn không mong muốn trong cuộc sống của mình. Phần luận giải tử vi cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng năm 2022 này được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy, các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua phần luận giải này thì thầy Gia Cát cũng chỉ rõ cho quý vị tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng thấy rõ được bức tranh toàn cảnh về vận hạn của mình trong năm mới năm 2022, về khía cạnh tiền tài, công danh sự nghiệp, cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Qua đó thì quý vị sẽ nắm được thiên cơ và có được những bước đi đúng đắn cho mình trong năm 2022 tới đây. Và đồng thời thì thầy cũng chỉ rõ cho quý vị những cách hóa giải về tử vi tuổi Ất Sửu nữ mạng trong năm 2022 để quý vị có được cuộc sống giàu sang, viên mãn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nữ mạng, tăng trưởng thần tốc, thuận lợi tiến lên. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985, năm 2022 nữ mạng, không có quan hệ gì với thái tuế, cho nên vận thế cơ bản ổn định, mọi việc khá tốt. Quý cô tuổi Ất Sửu năm nay gặp được nhiều hung tinh lẫn cát tinh. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985, năm 2022 nữ mạng tổng quan. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985, năm 2022 nữ mạng không có quan hệ gì với thái tuế, cho nên vận thế cơ bản ổn định, mọi việc khá tốt. Quý cô tuổi Ất Sửu năm nay gặp được nhiều hung tinh lẫn cát tinh. Về tình cảm và sự nghiệp, gặp Hồng Loan và Mạch Việt trợ lực giúp đỡ. Nhân duyên tốt đẹp, sự nghiệp lạc quan. Tử vi số khuyên Ất Sửu nên dành nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ đừng thả lỏng quá mức và ảnh hưởng đến vận thế. Bên cạnh đó, sức khỏe gặp hung tinh bệnh phù, đả kích nghiêm trọng đến cơ thể, cho nên cần phải cẩn thận bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác. Để cho vận trình năm được hanh thông và may mắn, những gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế là vật phẩm hộ thân chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm, nhất là với những gia chủ tuổi Ất Sửu vừa mới thoát khỏi hạn thái tuế của năm 2021 Tân Sửu. Vậy nên gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để được quý thần tương trợ, giúp cho vận trình của năm được hanh thông và thuận lợi. Hung tinh, tử vi năm nhâm dần 2022 cho hay tuổi Ất Sửu gặp hung tinh bệnh phù, ảnh hưởng đến sức khỏe, đi lại có vấn đề, hạn chế đi xa, thân thể trong năm nay hay ốm vặt, gặp ảnh hưởng không tốt và mất ngủ thường xuyên. Cát tinh, Hồng Loan trợ mệnh, nữ mệnh trở nên thu hút và lôi cuốn hấp dẫn, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới, vừa giúp cho công việc thuận lợi, vừa giúp cho tình cảm gia đình ngày càng hạnh phúc. Có Mạch Việt trợ mệnh, giúp cho công việc ổn định, nữ mệnh nhận được sự giúp đỡ của cấp trên, cho nên cuộc sống ngày càng tốt đẹp, gặt hái được nhiều thành công. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985, năm 2022 nữ mạng có sự nghiệp khá tốt. Bạn gặp Mạch Việt là các tinh trợ giúp cho công việc tăng tiến, các công việc đều ổn định, có cơ hội đột phá, thay đổi địa vị của mình, chức quyền đều lớn mạnh. Năm 2022 nhâm dần là lúc quý bà Ất Sửu 37 tuổi, là tuổi thịnh vượng nhất trong sự nghiệp, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để có được vị trí tốt hơn tại công ty. Tài vận đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nữ mạng có tài vận tương đối tốt. Quý bà 37 tuổi có sự nghiệp ổn định tăng tiến, cho nên nguồn thu nhập cũng từ đó mà tăng theo. Ngoài ra, tài vận như là nước lên thuyền lên, cuộc sống tăng tiến không ngừng. Xem bói cho hay, ở các nghề tay trái, quý bà tuổi Sửu cũng nhận được không ít thu nhập. Mạch Việt trợ lực, hóa nguy, thành an, quan lộc tịnh tiến. Năm nay, bạn tràn đầy năng lực,
có thể hy vọng vào việc tăng chức để tăng lương, nhận thêm các chế độ đãi ngộ. Trong năm nay, quý chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, có tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, tăng cường sự nghiệp và khai mở cung tài lộc cho gia chủ tuổi Ất Sửu. Khi mang vật phẩm bên mình, sẽ được thần Phật độ mạng, giúp cho công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc, ùn ùn kéo đến. Tình cảm, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nữ mạng, có tình cảm phát triển theo hướng lạc quan. Có vẻ như năm nay là một năm thuận lợi với quý cô tuổi Sửu. Không chỉ trên phương diện sự nghiệp gặt hái được các thành công, mà trên phương diện tình cảm cũng có những ngọt ngào, hạnh phúc. Cát tinh hồng loan nhập mệnh cho bạn không ít vận may. Bất kể là người độc thân hay là người đã kết hôn, vận đào hoa sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào cho bạn. Đặc biệt, đối với các quý cô tuổi Sửu còn đang độc thân, bạn đang đứng trước cơ hội gặp gỡ được nhân duyên trời định thông qua bạn bè, gia đình mai mối mà thoát kiếp độc thân, thậm chí có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình trong năm nay. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985, năm 2022 nữ mạng có sức khỏe không tốt. Theo tử vi năm, hung tinh bệnh phù sẽ ảnh hưởng đến tuổi Sửu của nữ mạng. Năm nay một số vấn đề sức khỏe sẽ khiến cho bạn mệt mỏi hơn bao giờ hết. Năm nay tuổi Sửu đã 37 tuổi, cho nên cần phải chú ý, không nên thức đêm thức hôm quá nhiều. Ngoài ra cũng cần phải biết chăm sóc nhan sắc của mình, tăng cường ăn uống, ăn các loại đồ ăn, đồ bổ, dưỡng cho cơ thể, dưỡng nhan. Tuổi Ất Sửu nên cẩn thận mỗi khi ra đường, nên thường xuyên đi vào chùa cầu bình an để mang lại may mắn cho bản thân. Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy cũng khuyên gia chủ tuổi Ất Sửu hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu sửu để gia tăng sức khỏe, tăng cường may mắn trong năm 2022 nhâm dần. Vòng tay tam hợp quý nhân được chế tác dựa trên bộ tam hợp của người tuổi Sửu. Khi mang vòng bên mình, sẽ được quý thần tương trợ, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường hòa hợp gia đình, hòa hợp trong công việc cũng như các mối quan hệ trong cuộc sống. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng có vận trình tài lộc được đánh giá là tương đối may mắn. Trong không khí lễ hội, quý cô tuổi Sửu có nhiều năng lượng tích cực hơn và thường có những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống, gặt hái được niềm vui. Tuy nhiên, cũng đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe của mình thật tốt. Nhưng bất chấp vận may của bạn, bạn nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chú ý khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn. Chính vì vậy mà tuổi Ất Sửu cần phải cẩn trọng hơn nhiều. Tháng 2, đánh giá 4 sao. Tử vi tháng dự báo, vận sự nghiệp của quý cô Ất Sửu tháng này vô cùng lớn. Bạn gặp được sự giúp đỡ của mệnh Việt, cho nên bạn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bạn có thể nhận được sự ưu ái và tin tưởng của cấp trên, giao cho nhiều trọng trách và có cơ hội thăng tiến trong tháng 2 này. Quý cô tuổi Sửu 37 tuổi năm nay phải hết sức nắm bắt cơ hội, củng cố vị thế cho mình ở một vị trí vững chắc có thể đạt được các mục tiêu nghề nghiệp. Tháng 3, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nữ mạng, khá hanh thông trong tháng này. Được sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Hồng Loan, quý cô tuổi Sửu 37 tuổi có vận trình tình cảm vô cùng lý tưởng trong tháng 3. Mối quan hệ giữa bạn và người chồng ngày càng trở nên khăng khít, tình cảm đôi bên được như ý, liên tục được sưởi ấm với sự trợ giúp của các cát tinh. Ngoài ra, vận đào hoa của một số quý cô tuổi Ất Sửu còn độc thân cũng rất tốt. Bạn có cơ hội tỏ tình thành công đối với những người khác giới và thoát khỏi cảnh độc thân. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Xem bói tử vi tháng này cho hay, khi bước vào tháng 4, bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh cho nên nữ mệnh chủ tuổi Ất Sửu dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng. Đồng thời, ảnh hưởng của cát tinh bệnh phù cho nên cũng có thể gây nên nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, những người sinh năm 1985 phải nghỉ ngơi nhiều hơn trong tháng này và chăm sóc cơ thể của mình thật tốt. Điều quan trọng nhất là không nên làm việc quá sức, nếu không sẽ vô ích đối với sức khỏe của bạn. Tháng 5, đánh giá 3 sao. Tử vi nữ mệnh tuổi Ất Sửu vào tháng 5, năm nhâm dần, dự báo tài vận khá bất ổn do sự bất ổn của nền kinh tế thị trường.
một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào các lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của bạn. Các khoản thu nhập có thể sẽ giảm xuống, bạn nên có những đối sách đối với tình hình hiện tại của mình. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nữ mạng không quá may mắn. Bạn gặp nhiều kẻ phá đám, công việc gặp phiền phức, tiểu nhân hãm hại. Tháng này tốt nhất nên tận dụng làm việc, chủ động tránh xa tiểu nhân để tránh gặp xui xẻo và bị hãm hại. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu nữ mệnh tháng này khá tốt. Các mối quan hệ ngoại giao được tăng lên, gặp gỡ và giao lưu cũng nhiều hơn. Tình cảm với các thành viên trong gia đình tăng lên chính là một trong những điều may mắn trong tháng này của tuổi Ất Sửu. Tháng 8, đánh giá 3 sao. Tình hình sức khỏe của nữ mệnh sinh năm 1985 không được lý tưởng trong tháng 8 âm lịch. Một phần bị quấy rầy và bị ảnh hưởng bởi hung tinh, người này dễ bị trầm cảm hoặc là chán nản, đặc biệt là về mặt tâm lý, thật dễ dàng để trầm cảm do căng thẳng quá mức. Điều này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bạn. Vì vậy, tử vi khuyên nữ mệnh nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này và đừng cho mình quá nhiều áp lực. Hãy tranh thủ gặp gỡ hàn huyên với bạn bè để giải tỏa căng thẳng. Tháng 9, đánh giá 4 sao. Vào năm 2022, mối quan hệ giữa quý cô tuổi Sửu với tất cả mọi người được cải thiện. Với sự giúp đỡ của các tinh, bạn sẽ có cơ hội gặp được một số người bạn tâm giao, những người sẽ đồng hành và giúp đỡ bạn trong tháng. Không chỉ vậy, các mối quan hệ xã hội của bạn cũng phát triển. Vì vậy mà tháng này sẽ là một tháng may mắn đối với người tuổi Ất Sửu và bạn cần phải nắm bắt cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội của mình. Điều này sẽ thực sự rất hữu ích cho mạng lưới công việc và sự nghiệp của bạn. Tháng 10, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nữ mạng. Có sức khỏe sa sút, nguyên nhân là do sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Một số người có thể bị cảm lạnh, bị ốm. Tử vi khuyên bạn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, đồng thời trong cuộc sống cũng nên chú ý đến trang phục, ăn mặc đủ ấm và đừng để mình bị nhiễm lạnh. Tháng 11, đánh giá 4 sao. Tử vi dự báo, nữ mệnh Ất Sửu có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, cũng như rất lạc quan. Các hạng mục đầu tư cũng được chú trọng nhiều và sẽ mang lại may mắn lớn cho bạn. Nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp. Bạn cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính và cổ phiếu. Mong rằng những người tuổi Ất Sửu có thể tiếp tục duy trì phấn đấu để có thể khởi sắc trước dịp đầu năm. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nữ mạng tương đối bận rộn. Vì đã gần cuối năm, quý cô tuổi Sửu chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rắc rối trong sự nghiệp và có nhiệm vụ được giao cho bạn trong tháng này. Các công việc cũng trở nên vất vả hơn, cho nên những tuổi Ất Sửu có thể cần phải dành thời gian cũng như là sức lực nhiều hơn. Tuy nhiên, dù cuộc sống tương đối bận rộn, nhưng mà các bạn cũng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên làm việc quá sức và nên hiểu việc kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi là một điều cần thiết để tránh các áp lực quá sức. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì vậy mà chúng ta cũng phải luôn vững tin vào cuộc sống vốn dĩ là đầy chông gai và khó khăn trắc trở này, đúng không ạ? Qua phần luận giải ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới, năm 2022 Nhâm Dần và từ đó thì sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại!